được bắt tay vào phát triển ngay sau khi hai bản mở rộng của Call of Duty 1 là United Offensive hoàn thành. Call of Duty 2 chính thức lên kệ vào năm 2005 và cũng như phần 1, game nhanh chóng được giới game thủ và phê bình khen ngợi hết lời, củng cố vị thế thống trị của Call of Duty trên thị trường game bắn súng thời bấy giờ. Với phần 1 bước đệm đầy tự tin, Call of Duty 2 nắm rõ lý do tại sao phần 1 lại áp đảo như vậy với các đối thủ cạnh tranh thời bấy giờ và nâng tầm các yếu tố đó lên. Lối chơi của Call of Duty mượt hơn, chính xác hơn, mang nhiều sức nặng và cảm giác đã tay hơn phần đầu, quy mô rộng lớn và hoành tráng hơn, mạch truyện đa chiều và giàu cảm xúc hơn, cũng như chất lượng hình ảnh, âm thanh được cải thiện rõ rệt cùng với một phần chơi mạng vô cùng gây nghiện. Thương hiệu Call of Duty thời đó gắn liền với những bước tiến quan trọng của ngành game, và điều này không những phản ánh qua những yếu tố hình ảnh, âm thanh hay lối chơi nêu trên, mà còn ở những câu chuyện mà game kể và cách game kể chúng. Hãy cùng Game On nhìn lại một thế chiến thứ hai còn hoành tráng và giàu cảm xúc hơn cả Call of Duty 1 nhé. Cũng như phần 1, cốt truyện của Call of Duty 2 được chia ra làm 3 phần chiến dịch khác nhau của Liên Xô, Anh và Mỹ, với mặt trận trải dài xuyên suốt Thế chiến thứ 2 và trên nhiều mặt trận khác nhau. Chỉ khác ở chỗ là giờ đây phần chơi chiến dịch của Call of Duty 2 bắt đầu với mạch truyện của Liên Xô trước. Ở phần chơi này, người chơi sẽ được hóa thân thành binh nhì Vasily Ivanovich Kozlov từ tập đoàn cận vệ súng trường số 13 của Hồng quân Liên Xô. Game bắt đầu tại thời điểm Vasily và các tân binh khác đang được dân ủy Letlev huấn luyện tại một phòng tuyến ở Moscow. Nhưng khi bài huấn luyện ném lựu đạn khoai tây vừa kết thúc thì một người lính hớt hải chạy tới chỗ Letlev và báo cho ông một tù binh Đức vừa tiết lộ rằng quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến của Liên Xô và đang tấn công các vị trí của Hồng quân, trong đó có vị trí của đơn vị Letlev. Không chần chừ, Letlev cử Vasily cùng các tân binh ra tham chiến với quân chủ lực. Quân Đức lúc này tiến công dữ dội với bộ binh, pháo và xe bọc thép, nhưng cuối cùng cũng bị đơn vị của Vasily chặn đứng và đẩy lùi. Riêng Vasily dũng cảm vượt lửa đạn trong hỏa mù của các đồng chí để đặt mìn tiêu diệt chiếc xe pháo Panzerwaffe của quân Đức tiến công. Sau đó, Vasily cùng đơn vị được cử đi tham chiến tại Stalingrad và họ được chỉ huy bởi thượng sĩ Leonov. Trong nhiệm vụ đầu tiên, đơn vị của Vasily tổ chức tập kích một căn cứ chỉ huy của quân Đức. Nhưng vì điểm xuất kích ở khá xa nên họ phải giành giật từng góc phố, từng chiến hào với quân Đức để có thể tới được căn cứ chỉ huy của chúng. Tuy nhiên tại đây, tòa nhà này cũng được cố thủ bởi vô số quân Đức cùng nhiều cứ điểm súng máy. Dù vậy, đơn vị Hồng quân của Vasily vẫn xuyên thủng được hàng phòng thủ của Đức, đặt bom phá hủy căn cứ của chúng. Trong nhiệm vụ tiếp theo, đơn vị của Vasily được cử đi sửa chữa một đường dây điện thoại bị hư hỏng vì mảnh pháo. Trong nhiệm vụ này thì đơn vị của anh phải đi theo đường dây điện thoại để tìm các điểm hư hại rồi nối lại qua từng góc phố, ngôi nhà một. Trong quá trình này, họ đụng độ dữ dội với quân Đức chiếm đóng thành phố, nhưng chúng không hề khiến những người lính Hồng quân quả cảm lùi bước, dù đó là bộ binh quèn hay những chiếc xe tăng Panzer đầy nguy hiểm. Sau khi đường dây điện thoại được sửa xong, tại nhiệm vụ tiếp theo, một cuộc tiến công toàn diện của Hồng quân Liên Xô nổ ra nhằm chiếm lại nhà ga, nhưng Vasily cùng các đồng đội không trực tiếp tấn công quân Đức vào lúc này. Mà thay vào đó, họ đột nhập do thám cũng như hỗ trợ quân chủ lực tấn công các vị trí phòng thủ của Đức bằng cách trèo vào trong một đường ống dầu khí bị hư hại. Vasily sau đó tập hợp với lực lượng tiến công chủ lực và cùng các đồng chí của mình tái chiếm thành công nhà ga sau một cuộc đấu súng đầy căng thẳng với quân Đức. Nhưng chúng đâu bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. Ngay khi Hồng quân Liên Xô vừa diệt được tên lính Đức cuối cùng thì viện trợ quân thù cuối cùng cũng tới nơi và quân Đức tổ chức một đợt phản công dữ dội. Hồng quân dù bị bất ngờ nhưng vẫn đánh bật được quân phản công chủ lực của Đức. Thừa thắng xông lên, quân Liên Xô tổ chức phản công từ nhà ga, tiêu diệt chiếc xe tăng Đức cuối cùng và quét sạch toàn bộ quân thù còn sót lại tại khu vực này. Sau chiến thắng tại nhà ga, đơn vị của Vasily với sự chỉ huy của thượng sĩ Dmitry Volsky tổ chức một chiến dịch tiến công vào nội thành Stalingrad. Mọi thứ bắt đầu với một cuộc phục kích vô cùng liều lĩnh của các đơn vị bộ binh Hồng quân nhắm vào một đoàn quân hộ tống thiết giáp và kho đạn của Đức. Sau khi các mục tiêu cơ giới bị vô hiệu hóa, Vasily cùng các đồng chí của mình chiến đấu với quân Đức cố thủ trong các tòa nhà ven đường, giành giật từng căn phòng cho tới khi tên lính Đức cuối cùng bị loại khỏi vòng chiến và kho đạn kẻ thù bị phá hủy. Chiến dịch tiến công nội thành của quân Hồng quân ban đầu giành được thắng lợi vang dội, mở đường cho Hồng quân mở cuộc tập kích cuối cùng vào tòa thị chính của Stalingrad, tương tự như căn cứ chỉ huy Đức ở nhiệm vụ trước. Quân phát xít tổ chức một trận địa phòng thủ vô cùng kiên cố xung quanh tòa thị chính với một lượng lớn bộ binh và các cứ điểm phòng thủ. Hồng quân Liên Xô dù gặp nhiều thiệt hại nhưng vẫn chọc qua được phòng tuyến của Đức và kéo quân vào chiếm phần phía nam của tòa thị chính, nhưng phần nào bị đẩy lùi vì các xạ thủ bắn tỉa của Đức đang cố thủ phía bên kia tòa nhà. Nhưng bản thân quân Đức cũng không thể kéo quân qua phía Liên Xô vì các xạ thủ Liên Xô cũng không kém phần nhạy bén. Vasily và đồng đội cẩn thận dọn sạch quân Đức còn sót lại trong tòa nhà và loại những tay xạ thủ khó chịu kia khỏi phòng chiến đấu. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa hoàn thành nhiệm vụ và chiếm được tòa thị chính thì quân tiếp viện Đức tới nơi và tổ chức một đợt phản công dữ dội với bộ binh và xe cơ giới, nhưng rồi cũng bị Vasily cùng các đồng chí đẩy lùi. Đơn vị của anh sau đó ăn mừng chiến thắng quan trọng này, mở đường cho thắng lợi quyết định của Hồng quân Liên Xô tại Stalingrad vào tháng 2 năm 1943.
Phần chiến dịch Liên Xô kết thúc tại đây. Phần chiến dịch của Anh thực ra không hề tiếp nối phần chơi của chiến dịch Liên Xô, mà được mở khóa ngay sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của phần chơi chiến dịch Liên Xô. Điều này cho phép người chơi có thể tự do chơi phần chiến dịch mình thích hơn thay vì phải chơi theo trình tự. Phần chiến dịch của Anh mở đầu ở mặt trận Bắc Phi, khi người chơi được hóa thân thành trung sĩ John Davis, thành viên của tập đoàn quân thiết giáp số 7 lục quân Hoàng gia Anh. Sát cánh cùng trung vị Davis là đại úy Price và binh nhì MacGregor. Đơn vị này được giao nhiệm vụ tập kích một kho đạn dược và nhiên liệu của Đức đóng ở En Alamein, Ai Cập, với mục đích cắt đứt chuỗi cung ứng của kẻ thù và giảm sức chiến đấu của chúng trên sa mạc khắc nghiệt. Vì tập kích bất ngờ vào rạng sáng nên quân Đức đã không kịp trở tay và đơn vị của Davis dễ dàng đánh bại chúng, phá hủy kho đạn dược và nhiên liệu cũng như thu thập nhiều tài liệu trong một bong ke gần đó. Đơn vị của Davis sau đó rút về phòng thủ ở một thị trấn quan trọng trên đường tiến công của quân Anh. Khi họ tới nơi thì vị trí này đã bị quân Đức tập kích dữ dội. Ba người này tập hợp với lực lượng Anh tại thị trấn và đẩy lùi được đợt tập kích của quân Đức. Nhiều đợt bộ binh tràn vào thị trấn nhưng đều bị loại khỏi vòng chiến đấu một cách nhanh chóng. Thế nên quân Đức bắt đầu gửi lực lượng tăng thiết giáp vào hỗ trợ bộ binh. Tuy nhiên tất cả xe tăng Đức đều bị pháo kích và phá hủy. Bất lực, quân Đức buộc phải rút lui. Với thị trấn này được phòng thủ thành công, quân cơ giới Anh giờ đây có thể băng qua được trận địa mìn của Đức. Tập đoàn thiết giáp số 7 giờ đây mở một đợt tiến công toàn diện, đẩy lùi quân Đức ra khỏi En Alamein. Với xe tăng thiết giáp bị tiêu diệt trong đợt tập kích thị trấn, quân Đức giờ đây gần như bất lực trước đợt tiến công của quân Anh. Quân Anh tiến lên và quét sạch quân Đức đang cố thủ tại bong ke và chiến hào. Quân Anh sau đó chiếm được căn cứ liên lạc của Đức và thông báo với ban chỉ huy về chiến thắng của họ. Sau thắng lợi tại En Alamein, tập đoàn quân thiết giáp số 7 chuyển qua tham chiến tại En Daba, Ai Cập. Quân Anh tổ chức một đợt tiến công thần tốc vào thị trấn trên xe cơ giới, nhưng bị máy bay Đức oanh tạc dữ dội, khiến cho bộ binh Anh phải tự mình chiến đấu với các lực lượng Đức cố thủ trong thị trấn ven biển này. Mặc cho các trận địa súng máy dày đặc và quân số áp đảo, quân Anh vẫn đánh bại quân Đức và tiêu diệt trận địa pháo của chúng, cũng như thu thập được nhiều tin tình báo quan trọng. Đơn vị của Davis ăn mừng chiến thắng của họ bằng rượu vang và câu chuyện của Anh tạm thời kết thúc nhiệm vụ của họ tại đây. Người chơi sau đó sẽ được hóa thân thành chỉ huy tăng David West của tập đoàn tăng thiết giáp số 7, nhưng hiện giờ đang tham chiến ở Libya vào năm 1943. Trong nhiệm vụ này, người chơi sẽ điều khiển xe tăng Anh chiến đấu với một đơn vị tăng của Đức đang bảo vệ các trận địa pháo và phòng không. Và ở thời điểm này, kíp lái của chỉ huy West sẽ phải đụng độ với xe cơ giới và thiết giáp của Đức ở địa hình mở, cũng như bộ binh Đức với vũ khí chống tăng trong một ngôi làng. Nhiệm vụ này có vẻ không liên quan lắm tới mạch truyện chính, chỉ đóng vai trò làm game có lối chơi đa dạng hơn. Game sau đó quay lại với trung sĩ David và đồng đội, giờ đây đang bị vây hãm trong một tòa nhà ở Tujane, Tunisia. Họ sau đó lẩn trốn ra phía sau tòa nhà và cướp được một xe tăng thiết giáp Đức, sau đó mở đường máu chạy thoát khỏi thị trấn trên chiếc xe này, với trung sĩ David điều khiển ụ súng máy. Nhưng vì trúng quá nhiều đạn trên chiếc xe bị hỏng, họ xuống xe chiến đấu và tập hợp với các binh sĩ Anh sống sót rồi trốn thoát khỏi thị trấn trên một chiếc xe tải chở quân. Ngày hôm sau, quân Anh tổ chức một đợt phản công tái chiếm thị trấn với bộ binh và xe thiết giáp. Chiếc xe tăng đi đầu của họ bị phá hủy và quân bộ binh buộc phải tản ra chiến đấu với quân Đức trên đường phố. Davis cùng đồng đội tiến vào thị trấn và tiêu diệt được nhiều tổ đội pháo binh Đức. Quân Anh tiếp tục tiến sâu hơn và chiếm được nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thị trấn. Nhưng quân Đức lúc này kịp tổ chức lại đội hình và tổ chức phản công. Quân Anh ngoan cường cố thủ nhưng dần bị áp đảo. Nhưng may cho họ là quân tiếp viện kịp thời tới nơi và đẩy lùi quân Đức ra khỏi thị trấn. Sau khi chiếm được Tushane, 3 tuần sau đó thì tập đoàn quân thiết giáp số 7 tổ chức tập kích thị trấn Matamata cũng ở Tunisia. Cuộc tập kích này có khởi đầu không mấy thuận lợi khi đoàn xe chở quân của tập đoàn bị phục kích và vô hiệu hóa bởi quân cơ giới Đức, khiến nhiều lính Anh thiệt mạng. David cùng đồng đội phải xuống xe và chiến đấu với quân Đức trên đường phố. Mặc cho trận địa quân Đức dày đặc và tổ chức tốt, lực lượng của tập đoàn 7 vẫn ngoan cường chiến đấu và tiến sâu hơn vào thị trấn. Nhưng càng tiến sâu thì quân Đức ngày càng dày đặc và họ thậm chí còn bị không kích. Cảm thấy tình thế khó, David gọi tiếp viện nhưng không được trả lời. Điều này dường như không hề ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của quân Anh, và họ tiếp tục tiến vào chiến đấu với quân Đức mặc cho trận địa súng máy dày đặc của kẻ địch. May mắn thay, họ giờ đây được tiếp viện bởi chiếc xe tăng Crusader duy nhất là Rudy Mary. Nhưng lại không may mắn thay là quân Đức nhanh chóng tiêu diệt nó, nhưng chiếc tăng này không hy sinh một cách vô ích khi giờ đây lực lượng của David có thể chọc thủng dàn phòng thủ của quân Đức, chiếm được súng phòng công và bắn rơi tất cả máy bay chiến đấu đang tham chiến. Nhận ra việc tiếp tục cố thủ mà không có không quân hỗ trợ quá nguy hiểm, quân Đức rút khỏi Matamata, chiến dịch thành công mỹ mãn. Một năm sau, tập đoàn thiết giáp 7 quay về mặt trận phía tây của Thế chiến 2, cụ thể là ở Pháp. Ở đây, họ được giao nhiệm vụ tập kích thị trấn Belot gần Cong để giải cứu một số tù binh Mỹ đang bị quân Đức bắt giữ. Họ tấn công từ ngoại ô vào nội thành, đụng độ với quân Đức chiếm đóng tại thị trấn. Họ chiến đấu quả cảm qua từng góc phố và đến được nơi quân Đức đang giam giữ tù binh Mỹ. Nhưng vì bị quân Đức áp đảo và có quá nhiều tù binh bị thương, nên đại úy Price chỉ thị cho David và MacGregor lái một chiếc xe tải tới để chở tù binh ra khỏi thị trấn. Trong quá trình này, xe tăng Đức tới tiếp viện nhưng bị David bắn nổ. Tù binh Mỹ được giải cứu và một số tù binh Đức mới bị bắt được đưa lên xe và chở tới nơi an toàn. Sau khi giải cứu xong tù binh Mỹ, tập đoàn thiết giáp số 7 tổ chức tiến công về phía Cong qua thị trấn Antovin. Tại đây họ được giao nhiệm vụ bảo vệ một giao lộ để đoàn xe cơ giới Anh có thể an toàn di chuyển. Nhưng tại đây họ đụng độ một chiếc xe tăng và một số bộ binh Đức, nhưng tất cả đều bị nhanh chóng loại khỏi vòng chiến đấu.
lực lượng của David tiếp tục tiến sâu vào thị trấn và quét sạch quân Đức cùng các cứ điểm phòng thủ của chúng. Nhưng tưởng chừng khi quân Anh đã chiếm được giao lộ, thì quân Đức phản công dữ dội với một số lực lượng lớn bộ binh và xe tăng cũng như xe cơ giới. Đơn vị của David chống trả quả cảm, nhưng bị áp đảo về mặt hỏa lực nên sức chiến đấu cứ mòn dần. Tưởng chừng như quân Đức sẽ chiếm lại được giao lộ này, thì may thay không quân Hoàng gia Anh kịp tiếp viện cho đơn vị của David. Không kích tan tành lực lượng Đức phản công và mở đường cho quân tiếp viện đường bộ tiến vào giao lộ. David, Price và MacGregor bình an vô sự, tập hợp với tập đoàn thiết giáp số 7 và tiếp tục tiến công về phía Cong. Giờ đây là đi qua thị trấn Saint-Louis. Tại đây, xe tăng của quân Anh bị một chiếc xe tăng Tiger của Đức phục kích và bắn hạ. Bộ binh Anh, trong đó có đơn vị của David, buộc phải tản ra và chiến đấu giành giật từng căn nhà một với quân Đức, cũng như tránh đối đầu trực diện với chiếc Tiger. Điều này khiến cho chiếc Tiger của Đức bị cô lập và phải rút lui sau khi một đơn vị tăng tiếp viện của Anh tiến vào thị trấn. Quân Anh sau đó thừa thắng xông lên, tiêu diệt các vị trí pháo binh của Đức và chiếm căn cứ chỉ huy của chúng. Tuy nhiên, các đơn vị tăng Tiger của Đức quá nguy hiểm với các xe cơ giới tập đoàn thiết giáp số 7, nên họ quyết định hoãn lại cuộc tập kích Cong để phục kích các vị trí pháo binh và súng cối của Pháp tại thị trấn Armaillé-sur-Seul. Sau khi tiêu diệt các cứ điểm súng cối của Đức, quân Anh chuyển qua tập kích căn cứ chỉ huy của Đức tại thị trấn và nhanh chóng chiếm được nó. Dù cho quân Đức chống trả quyết liệt với một lực lượng lớn bộ binh và cứ điểm súng máy, nhưng vừa chiếm được căn cứ chỉ huy thì quân Đức tổ chức phản công dữ dội với xe tăng và tổ đội súng máy di động. Đại úy Price bình tĩnh tổ chức phòng thủ và gọi tiếp viện, nhưng vì chiến trường quá ác liệt nên quân tiếp viện sẽ tới trễ hơn dự kiến. Xe tăng và bộ binh cơ giới của Đức bị David khéo léo tiêu diệt và lính Đức liên tục bị đẩy lùi. Khi quân tiếp viện Anh tới nơi thì quân Đức không còn cách nào khác phải rút lui. Chiến dịch của tập đoàn cơ giới thiết giáp số 7 kết thúc thắng lợi và kết thúc phần chơi chiến dịch của Anh. Các ông muốn tìm cho mình một cyber chơi game xịn sò và nhiều khuyến mãi, còn chần chờ gì nữa? Hãy ghé Mavis Gaming tại 487 Hoàng Hoa Thám, 96 Định Công, 47 Nguyễn Tuân để được trải nghiệm chơi game đỉnh cao với dàn máy cấu hình khủng Core i7, RTX 3060 Ti và màn hình 240Hz. Mavis Gaming, cấu hình đỉnh cao, dịch vụ chu đáo cho mọi anh em game thủ. Ngoài ra còn có chương trình miễn phí giờ chơi và đồ ăn uống. Chỉ cần vào winscan.vn/mavisgaming, hoàn thành các nhiệm vụ là có ngay hơn 100.000 giờ chơi miễn phí ở Mavis Gaming rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay qua Mavis Gaming hoặc lên winscan.vn/mavisgaming làm nhiệm vụ và cùng trải nghiệm nào. Phần chơi chiến dịch của Mỹ được mở khóa sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở Bắc Phi của phần chiến dịch của Anh. Ở phần chơi chiến dịch này, người chơi sẽ được hóa thân thành hạ sĩ Bill Taylor của sư đoàn biệt kích, được gọi là Ranger số 2, đơn vị của Anh thuộc Dog Company và cũng bao gồm trung sĩ Randall, binh nhì Donnie McCloskey và binh nhì Brayburn. Nhiệm vụ của họ bắt đầu tại trận đổ bộ Normandy đẫm máu, nhưng họ không đổ bộ trực diện lên bờ biển Omaha mà đổ bộ lên bờ biển ở phần mạn sườn Point d'Orc. Tuy nhiên, quân Đức ở đây cũng tổ chức một trận địa cố thủ vô cùng dày đặc. Quân Mỹ đổ bộ bị thương vong rất nhiều và chỉ có một số ít quân sống sót leo được lên vách núi. Khi tới nơi, họ bắt đầu tổ chức tập kích các vị trí pháo binh của Đức, nhưng phát hiện ra chúng đã bị di rời đi nơi khác. Đơn vị biệt kích của Taylor giờ đây buộc phải đối phó với các đợt kháng cự dữ dội của quân Đức trong khi tìm kiếm thông tin về địa điểm mới của các vị trí pháo binh Đức. Họ vượt qua các chiến hào đầy hiểm nguy cũng như các bong ke được phòng thủ kiên cố của quân thù và đến được một ngôi làng ở ven trận địa của Đức. Ở đây, họ tìm ra nơi quân Đức giấu các khẩu pháo và tiêu diệt được chúng rồi quay lại chiến hào để hỗ trợ đồng đội. Chiến đấu với một lực lượng Đức dù bắt đầu bị chia rẽ nhưng vẫn tổ chức cực kỳ tốt. Cuối cùng, lực lượng biệt kích Mỹ chiếm thành công Point d'Orc và bắt đầu chuẩn bị phòng thủ trước các đợt phản công của Đức. Tuy nhiên, họ bị bất ngờ bởi sức mạnh hỏa lực vượt trội của quân phản công tới từ Đức với một lượng lớn xe cơ giới, bộ binh và xe thiết giáp. Quân Mỹ chống trả quyết liệt nhưng rồi dần dần bị đẩy lui khỏi Point d'Orc. Nhưng ngay cả khi họ đã rút lui thì quân Đức vẫn liên tục tấn công từ phía sau. Không còn cách nào khác, chỉ huy tiểu đoàn buộc phải gọi quân không quân hỗ trợ. Bản thân trung vĩ David quả cảm xông lên đặt khó hiệu để máy bay Mỹ tấn công. Các đợt không kích vô cùng chính xác và tiêu diệt một lượng lớn quân Đức khiến giờ đây quân Mỹ không phải rút lui nữa mà thừa thắng xông lên chiếm đóng lại Point d'Orc. Một tháng sau, quân đồng minh lúc này chiếm đóng được bãi biển Normandy và bắt đầu tổ chức từ từ tiến công vào Pháp, giành giật từng ngôi làng và thị trấn với quân Đức. Đơn vị của hạ sĩ Bill Taylor được cử đi do thám một ngôi làng có tên là Beaumont-Arc, những người lính biệt kích Mỹ đánh từ mạn sườn của ngôi làng, hạ các cứ điểm súng máy và các vị trí pháo binh của Đức. Xong xuôi, đơn vị của Taylor truy quét quân thù còn sót lại trong ngôi làng và bắt đầu tổ chức phòng thủ trước đợt phản công của Đức. Bản thân Taylor trèo lên một chiếc silo và dùng súng bắn tỉa tiêu diệt các tổ đội súng cối cũng như bộ binh của Đức tấn công. Đơn vị biệt kích này cầm cự phòng thủ đủ lâu để viện binh cơ giới Mỹ tới ứng cứu. Làng Beaumont-Arc được giải phóng. 4 tháng sau, đại đội Dog của Taylor được giao nhiệm vụ chiếm đồi 400, một cứ điểm bong ke nằm bên ngoài thị trấn Burstein của Đức. Đơn vị biệt kích Mỹ tổ chức tập kích đánh chiếm thị trấn Burstein trước để làm bàn đạp cho trận đánh chiếm đồi 400. Quân biệt kích Mỹ dễ dàng đánh chiếm thị trấn dù cho trận địa phòng thủ của Đức vẫn rất nguy hiểm với nhiều tổ đội súng cối và cứ điểm súng máy. Sau đó đại đội Dog bắt đầu tổ chức căn cứ chỉ huy tạm thời ở đây. Ngày hôm sau, đơn vị biệt kích của Taylor tổ chức tập kích đồi 400. Thượng sĩ Hưu tổ chức một cuộc xung kích về phía trận địa phòng thủ bong ke của Đức, chấp nhận thương vong lớn để có thể áp đảo quân Đức. Quân Mỹ nhanh chóng chiếm và quét sạch ba bong ke nhỏ ở phía lưng đồi,
trước khi tiến vào phía bong ke chính trên đỉnh đồi. Tại đây, quân Mỹ phải đối phó với sự chống trả dữ dội của một lực lượng lớn bộ binh và xe cơ giới Đức. Cuối cùng, quân Mỹ đánh bật quân Đức ra khỏi khu vực bong ke và bắt đầu tổ chức phòng thủ trước đợt phản công của quân tiếp viện Đức. Hạ sĩ Taylor khéo léo bắn tỉa các tổ đội súng cối của Đức, cũng như tận dụng các cứ điểm súng máy để đối phó với số lượng lớn bộ binh và xe cơ giới Đức đang cố gắng kéo lên đồi. Quân Đức bắt đầu gửi thêm hỏa lực mạnh hơn để tiếp viện với xe tăng Tiger và dội pháo bong ke. Tuy nhiên, quân biệt kích Mỹ vẫn đủ sức cầm cự cho tới khi tiêm kích Mustang Mỹ tới hỗ trợ và bẻ gãy các mũi tiến công của Đức. Bộ binh và biệt kích Mỹ thừa thắng xông lên quét sạch tàn dư quân Đức còn sót lại. Trận đánh ác liệt và khó khăn, nhưng những người biệt kích Mỹ đã dũng cảm và đã chiến thắng. 3 tháng sau, đại đội Dock tiếp tục được cử đến chiếm thị trấn Walenda ở Đức để quân đồng minh tổ chức tập kích sông Rhin. Lực lượng của Anh vượt sông trên các xe đổ bộ bọc thép nhưng bị chặn đứng bởi bãi mìn của quân Đức. Các đơn vị biệt kích Mỹ buộc phải xuống xe và tham chiến trực tiếp với quân Đức đang cố thủ trong thị trấn, đối phó với sự kháng cự dữ dội của quân Đức. Các lực lượng Mỹ phải đi từ góc phố này tới góc phố khác, từ ngôi nhà này tới ngôi nhà khác để tiêu diệt các cứ điểm súng máy và bộ binh cố thủ. Sau đó quân Mỹ xông lên tiêu diệt các vị trí pháo binh rồi đối phó với hai đơn vị xe tăng được quân Đức gửi tới tiếp viện, nhưng cũng bị tiêu diệt bởi súng chống tăng trên tay Taylor. Sau khi quét sạch quân Đức trong thị trấn, lực lượng biệt kích Mỹ tập hợp lại trong một nghĩa địa nhỏ và đồng đội của Taylor là trung sĩ Randall được thăng chức lên thượng sĩ và Taylor được thăng chức lên trung sĩ. Phần chơi chiến dịch của Mỹ tạm thời kết thúc tại đây và phần credit bắt đầu. Tuy nhiên, game không dừng lại ở đó. Sau khi phần credit kết thúc thì một nhiệm vụ cuối cùng của quân biệt kích Mỹ được mở khóa cho người chơi xem. Như trong phần 1, họ được giao nhiệm vụ giải cứu đại úy Price vì ông bị quân Đức úp sọt. Biệt kích Mỹ tiếp cận trại tù Đức bằng xe jeep và bắt đầu tổ chức đột kích trại tù. Họ xâm nhập trại tù bằng cách leo tường và tại đây lực lượng biệt kích được chia ra làm hai đội, một tổ đội giữ vị trí canh gác điểm trốn thoát và một tổ đội giải cứu đại úy Price. Họ bắn hạ hết lính canh, giải thoát đại úy Price và chạy tới vị trí rút lui. Nhưng khi đang leo xuống từ bức tường thì lính canh phát hiện ra họ và quân Đức xua quân đuổi theo họ. Biệt kích Mỹ tung bom khói để bảo vệ đường lui của họ rồi cướp một chiếc xe bọc thép để trốn thoát. Thế nên quân Đức gửi xe tăng đuổi theo và dội đạn cối liên tục. Lực lượng biệt kích Mỹ sau đó cắt đuôi chiếc xe tăng và tắt máy để nó không phát hiện ra họ. Sau khi chiếc xe tăng rút lui, họ bị tấn công bởi máy bay Đức khiến cho chiếc xe bị hư hại nặng và phát nổ, khiến cho tất cả các biệt kích Mỹ thiệt mạng, trừ một người bị thương nặng. Đại úy Price thần kỳ sống sót và cõng người biệt kích Mỹ thương nặng tới nơi an toàn. Ông cuối cùng gặp được quân chủ lực của Mỹ đang chuẩn bị tập kích trại tù và tất cả mọi người đều hoan hỉ chào đón ông. Và cốt truyện Call of Duty 2 kết thúc tại đây. Một lần nữa, phần chiến dịch của Call of Duty 2 nâng quy mô và độ hoành tráng của chiến dịch lên rất nhiều so với phần 1 và đối thủ Medal of Honor. Không còn những người lính tinh nhuệ làm những nhiệm vụ tinh nhuệ nữa. Chiến tranh thế giới thứ hai của Call of Duty 2 nặng về trải nghiệm của người lính trong chiến tranh hơn. Với những trận đánh quy mô lớn ở những thị trấn dày đặc quân Đức được tổ chức một cách đầy nguy hiểm và thực tế, Thế chiến 2 của Call of Duty 2 tập trung vào sự tàn bạo của chiến tranh hơn là chủ nghĩa anh hùng của phần 1, khiến cho sự khủng khiếp của chiến tranh vô cùng có sức nặng. Còn bạn thì sao? Bạn đã chơi Call of Duty 2 chưa? Cảm nghĩ của bạn về cốt truyện là gì? Hãy cho Game On biết dưới phần bình luận nhé.